lọc sạch phổi đơn giản nhất chỉ sau 3 ngày. Làm tới đâu sạch tới đó, sống thọ 100 tuổi, cả đời không lo bệnh tật. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ với cô bác anh chị một phương pháp đơn giản có thể lọc sạch phổi tại nhà chỉ sau 3 ngày. Nhà cô bác nào có ông xã hút thuốc lá lâu năm thì chỉ cần áp dụng theo cách này là phổi sẽ sạch bong, phổi thông thoáng, dễ chịu, tránh được các bệnh mãn tính tại phổi, cô bác nhé. Bí quyết mà tôi muốn chia sẻ ở đây, đó là mình sẽ pha một loại nước uống cực kỳ đơn giản. Nguyên liệu chỉ cần chuẩn bị 4 lạng tỏi bóc vỏ, đem rửa sạch, 1 miếng gừng tươi, 2 thìa cà phê bột nghệ, 4 lạng đường nâu và 1 lít nước. Đây đều là những nguyên liệu dễ kiếm, rẻ tiền. Trước tiên cho đường nâu cùng với nước vào trong nồi, bắt lên bếp và đun sôi. Khi nước sôi thì cho thêm tỏi, gừng vào, cuối cùng thì cho bột nghệ. Sau đó cô bác vặn nhỏ lửa xuống và để ngấm. Đến khi nào nước trong nồi cạn chỉ còn một nửa thì tắt bếp đi. Khi nào nước nguội thì mới cho vào bình và bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần. Mỗi ngày chỉ uống 2 lần vào buổi sáng và buổi tối. Tôi buổi sáng uống ngay sau khi thức dậy. Chúc các cô bác dồi dào sức khỏe. Bạn đang cần xẹp mỡ bụng, dán đẹp, thải độc tố gan và cơ thể. Hãy dùng lá na 10 vị, đem đun nhanh 5 phút, chắc lấy nước uống. Uống liên tục trong 30 ngày có kết quả tốt. Nếu ai chưa biết thì hãy vào kênh của tôi để tham khảo lá na 10 vị của tôi nhé.